nên. 저약 먹는 게 좋을까요? Tôi có nên uống thuốc không? Cần. 저약 먹을 필요가 있을까요? Tôi có cần uống thuốc không? Phải. 저약 먹어야만 하나요? Tôi có phải uống thuốc không? Muốn. 언니 밥 먹고 싶어? Chị có muốn ăn cơm không? Có thể. 언니 영어 할줄 알아? Chị có thể nói tiếng Anh không? Có thể. Có lẽ. 그는 회사 갈것 같지 않아? Có lẽ anh ấy tới công ty.